Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính muốn xóa dấu vết đen của Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tổng đầu hàng rồi hay sao? Ông Nguyễn Tấn Dũng đã để lại một di sản ê chề, nền kinh tế tàn nát. Những tổng công ty hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước ông Dũng lập ra được tung hô như những quả đấm thép. Kết quả là hầu hết những doanh nghiệp ấy là những quả đấm thép thực sự nhưng lại đấm vào nền kinh tế của Việt Nam, làm các doanh nghiệp và người dân thêm liêu xiêu. Các tập đoàn nhà nước nợ đầm đìa, làm ăn thua lỗ thì ắt nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tăng thuế thu của người dân để bù vào. Lẽ ra những quả đấm thép đó được giải tán thì chính phủ thời ông Nguyễn Xuân Phúc và đến giờ là ông Phạm Minh Chính vẫn duy trì nó và nuôi nó như một con nghiện. Việc duy trì những phế tích thời ông Nguyễn Tấn Dũng có mục đích trục lợi là chính. Những lần tái cơ cấu được hỗ trợ để hoạt động rồi lại lỗ. Tưởng rằng đến thời ông Phạm Minh Chính cho giải thể những đống sắt vụn thì thật thất vọng, ông Chính lại cho tái cơ cấu để nó tiếp tục hoạt động cầm chừng. Đây là hình ảnh 12 đại dự án từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng để lại vẫn lỗ triền miên. Vào ngày 14 tháng 8, ông Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương, một sản phẩm từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Thay vì cho dọn tiếp đống sắt vụn phế liệu thì ông Phạm Minh Chính lại yêu cầu giữ lại nhà máy đạm Hà Bắc và quyết tâm tái cơ cấu lại với các giải pháp như cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, đa dạng hóa sản phẩm, v.v. Được biết, dự án cải tạo mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem khởi công vào cuối năm 2010, đi vào vận hành từ năm 2015, chậm 36 tháng so với kế hoạch. Đây là hình ảnh thay vì xóa sổ, ông Phạm Minh Chính lại cho hồi sinh. Sau khi mở rộng, nhà máy luôn vận hành ổn định nhưng công ty đạm Hà Bắc lại chuyển từ có lãi sang thua lỗ. Nguyên nhân cơ bản là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và chi phí tài chính rất lớn, với các khoản vay ngân hàng có lãi suất cao và phải chịu lãi phạt do không trả đúng hạn, dẫn đến lãi chồng lãi. Bên cạnh đó, tranh chấp hợp đồng tổng thầu EPC với nhà thầu chưa được giải quyết dứt điểm. Đến cuối năm 2021, công ty vẫn còn nợ 6,4 nghìn tỷ đồng, tức là vay gốc hơn 3.000 tỷ đồng, nợ lãi hơn 3.300 tỷ đồng và hơn 112 triệu USD. Việc tái cơ cấu, bơm vốn, thay đổi nhân sự của công ty này nhằm mục đích làm cho những thứ mà Nguyễn Tấn Dũng gây ra hồi sinh. Nếu cho phá sản thì phải tổng kết những nguyên nhân dẫn đến thua lỗ thì cả khối người phải bị kỷ luật vào tù. Khi đó, hồ sơ về sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng lại càng dày thêm. Để buộc tội được những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Nguyễn Phú Trọng cần mạnh tay với 12 đại dự án thua lỗ triền miên của Bộ Công Thương để kết luận mức sai phạm của ông cựu Thủ tướng đầy tai tiếng này. Ông Trọng không nhúng tay vào thì chính phủ vẫn cứ phải dùng nó như là cái cớ để hút cạn nguồn vốn của ngân sách. Bởi các doanh nghiệp nhà nước luôn là bầu sữa cho các quan sức của ngành kinh tế thoải mái rút ruột mang về làm của riêng. Vết đen của Nguyễn Tấn Dũng còn sờ sờ ra đó mà ông Tổng Bí Thư không làm gì được thì không biết ông Tổng đốt lò để làm gì cho nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính vẫn tiếp tục nối tàn tích của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu rất lâu và hiện nay ông đang cấu kết với Thủ tướng đương nhiệm che chở cho con trai và ông cũng cấu kết với ông này xóa đi dấu vết sai phạm từ thời ông làm thủ tướng để lại. Đây là thông tin mà dư luận cho rằng nó được diễn biến như vậy. Và cuộc đời làm chính trị của ông Tổng Trọng đã đốt được rất nhiều củi, nhưng ông không làm động gì được đến thanh quỷ gộc Nguyễn Tấn Dũng cả. Vì đấy cũng được xem như một thất bại, thậm chí là thất bại lớn nhất đời ông. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị đã đá giò ai thì y như người đó sẽ ngã ngựa. Thực hư về sức mạnh đáng nể của ông Nghị. Nguyễn Thanh Nghị được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa vào chính phủ để chuẩn bị cho chiếc ghế
ủy viên Bộ Chính trị tại nhiệm kỳ sau. Từ trước đến giờ chưa Bộ trưởng Bộ Xây dựng nào vào được Bộ Chính trị, nhưng lần này thì có thể ngoại lệ chăng? Chưa biết được. Chỉ biết tham vọng của ông Nguyễn Thanh Nghị là ủy viên Bộ Chính trị, chứ không phải là ủy viên Trung ương Đảng nhỏ nhoi như hiện nay. Bộ Xây dựng là bộ nhỏ, vì Nguyễn Thanh Nghị có chuyên môn ngành xây dựng nên mới nắm bộ này, chứ thực chất là Nguyễn Thanh Nghị muốn nắm bộ lớn hơn. Chính vì bộ nhỏ nên Nguyễn Thanh Nghị phải thể hiện là một bộ trưởng năng nổ. Vì thế mà Nguyễn Thanh Nghị đã đá dò rất nhiều bộ trưởng khác để thể hiện năng lực của bản thân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đang có tham vọng vào Bộ Chính trị để chiếm chiếc ghế Phó Thủ tướng nhiệm kỳ tới. Hồi tháng 4, ông Nguyễn Thanh Nghị xua thanh tra Bộ Xây dựng vạch hàng loạt sai phạm tại hai dự án tại Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đó là dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài. Đây là hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị quản lý dự án. Đó là dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội với dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường băng, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Những dự án này rất quan trọng cho thủ đô. Không biết Nguyễn Thanh Nghị đã ngửi thấy mùi gì bất thường trước mà ông Nghị đã đá dò ông Nguyễn Văn Thể đến như thế. Và sau đó cả tháng, cụ thể là vào ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Văn Thể thì bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào danh sách phải xử lý. Theo như tin chúng tôi nhận được, từ tháng trước thì ông Nguyễn Văn Thể bị đưa ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để về Ban Kinh tế Trung ương thế vào chỗ cho Nguyễn Thành Phong. Và vấn đề để xử lý ông Nguyễn Văn Thể chỉ là thời gian mà thôi. Nhiều người cho rằng Nguyễn Thanh Nghị đã biết được nội tình rất sớm nên đá dò người sắp ngã ngựa để lấy tiếng. Nhận xét này cũng có khả năng sát thực bởi Nguyễn Thanh Nghị đủ thông tin để biết trước mọi việc trong chính phủ. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước cũng có thể có khả năng vào Bộ Chính trị. Tháng trước Nguyễn Thanh Nghị đã đá sang sân của ông Hồ Đức Phước. Ông Nghị muốn tấn công vào lĩnh vực thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Việc này được nhiều người đánh giá là tương tự như cách ông Nghị đã đá dò ông Nguyễn Văn Thể trước đây 5 tháng. Không biết có đúng vậy hay không, nhưng hiện nay ông Hồ Đức Phước vẫn đang rất mạnh dù cho bão Việt Á đã thổi vào Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Thanh Nghị có đủ mối quan hệ để biết trước tin tức của nội chính. Điều đó thì ai cũng biết. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số người thạo tin, thì việc đẩy Hồ Đức Phước ra khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính không phải là dễ dàng. Có nhiều người thắc mắc rằng ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Hồ Đức Phước là hai bộ trưởng ở hai bộ khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Nghĩa là không có cạnh tranh trực tiếp thì cớ sao ông Nguyễn Thanh Nghị lại muốn đá dò ông Hồ Đức Phước vậy? Phải chăng ông Nghị muốn lo chuyện bao đồng không liên quan đến mình? Thực ra ông Nghị không hề lo chuyện bao đồng, mà ông Nghị đang muốn đấu với Hồ Đức Phước, cạnh tranh một suất ủy viên Bộ Chính trị cho nhiệm kỳ sau. Nếu ông Phước vào được Bộ Chính trị thì cơ hội cho ông Nghị sẽ hẹp đi rất nhiều, bởi trong chính phủ chỉ được một lượng ủy viên có giới hạn mà thôi. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, một trong những người chống lưng cho ông Hồ Đức Phước. Hiện nay ai nắm Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải là dễ vào Bộ Chính trị, nên Nguyễn Thanh Nghị mới đá sang sân của những ai mà ông ta có thể đá được là như vậy. Ý đồ chính trị cả như thế, và việc ông Nguyễn Thanh Nghị đá dò ai nghĩa là ông ta muốn người đó ngã ngựa. Đó là sự thật. Thực ra ông Nghị không có khả năng loại những người đó ra khỏi cuộc đua, mà ông Nghị chỉ muốn chọc một vết nhỏ để Trung ương khui ra sai phạm tiếp tục mà thôi.